tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường khi phù lãng trong nơi. Xin chào các bạn. Hôm nay là chiều chủ nhật, mình dàn người làm của mình sẽ đi du lịch ở hẻm 44 đường Trần Phú nha các bạn. Ở đấy có một điểm du lịch rất là đẹp, đó là có sự tích là 6 khẩu súng, và thêm đến đó là một điểm nước than nữa. Thì nhắn tiền hôm nay mình dàn người làm của mình và các bạn có dịp đến Vũng Tàu thì du lịch thì ghé quá nha. Yeah.
rồi đấy. Xa xa bên kia là thầy dân khoán dấu khỉnh luôn đó các bạn. Cao nhìn xuống nha các
Rồi bây giờ mình đi lên tầng bên kia để coi có cái gì không đi. Do
sound so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Buổi nay thì mình kiểu đi muốn ấy, các bạn 4 giờ chiều nhà mình mới đi. Nhưng mình lấy được cái đỉnh núi, bây giờ mình sẽ quay xuống á, quay chỗ di tích lịch sử cho các bạn xem. Ngày xưa nó có lẻ bộ đội mình ở đấy này. Đấy là cái hầm mà của các bạn. Đây. Đây ơi. Đây là cái nóng pháo á các bạn. Tôi ra đây coi cả gia đình họ ở đây các bạn này. Chiều ăn. Giao nhà mình cũng đến đấy cũng đã tối rồi các bạn. 4 giờ chiều nhà mình mới lên đến đỉnh núi này. Giờ sơ quá thì mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao lại có những cái khẩu pháo này á các bạn. Sau khi dân Pháp đã đô hộ đất nước Việt Nam mình á các bạn, thì chúng muốn cai quản cả biển. Khi mà lương thực và những cái hàng hóa mà đi qua những cái đất nước của họ thì ra sáng Việt Nam mình, thì chúng muốn thâu tóm hết. Thì thời kỳ đó là thuộc nhà Nguyên. Nhà Nguyên thì họ đã lập lên 6 cái khẩu pháo này. Đây là 6 cái ấy, các bạn. 6 cái khẩu súng pháo này nhé các bạn. Ở đây một cái, ở dưới kia. Ở đây 3 cái, dưới kia 2 cái. Tối rồi thì mình cũng nợ được. Và sau đi lập đá đấy để bắn những cái con tàu mà quá biển đó các bạn. Ở ngoài biển á. Đứng đấy những cái cầu pháo đấy các bạn. Đây, nhòm thẳng ra biển á. Đấy các bạn thấy chưa, những cái con tàu đi quá chở hàng đấy. Mình quay những cái con tàu chở hàng cho các bạn xem nha. Đấy. Cảnh hoang ngôn ở đấy rất là yên tĩnh. Giờ này cũng không rõ thì cũng đứng luôn các bạn. Em chào chị. Đây là khu di tích lịch sử ở vùng Tàu. Thực ra ở đây rất có nhiều người, nhiều bạn biết đến ấy, nhưng mà mình cũng chưa tìm quá hiểu những cái lịch sử ở đấy ấy. Đấy, di tích lịch sử Bảo tàng Bà Rịa vùng Tàu các bạn này. Trần địa pháo núi lớn xây dựng cuối thế kỷ 21, hoàn thành năm 1905, là công trình quân sự trong hệ thống phòng thủ chiến lược của Pháp tại vùng Tàu. Di tích được công nhận theo quyết định số 938 quy định ngày 1 tháng 8 năm 92 khi xây dựng lên cái bia này á các bạn. Ở đấy những cái hầm pháo nha các bạn, ở dưới là cái hầm pháo á. Trời, rất là dài các bạn. Nhưng mà
Giờ tối rồi nhà mình đi muộn quá các bạn. Đấy, giờ ở trên kia là 4 nha các bạn, ở dưới này là 2. Đấy, ở xa xa kia là những con tàu chở hàng á các bạn. Đấy, rất là nhiều tàu. Rồi, giờ về thôi các bạn. Tối quá rồi. Sao? 20 ngàn hả? Sau khi đi chơi xong với các bạn thì nhà mình sẽ ghé vào chỗ ở biển đó các bạn. Ở biển Vũng Tàu vào buổi tối các bạn này. Người dân ở ra đấy rất là đông. Ở đấy là hot boy ở sườn thám. Thôi đi về xuống công viên ăn đi. Để tối. Đi. Ông Nam đâu đây? Giờ đấy tối rồi các bạn. Ở Vũng Tàu thời điểm này các bạn đi gió rất là chiều, rất là nặng các bạn, nặng gắt luôn, nặng mà có nhiều người rất ốm luôn đấy các bạn. Nên nhà mình chỉ đi vào buổi chiều, sau buổi chiều những bây giờ tối quá đấy, muộn đấy các bạn, họ đã lên đèn rồi. Không cả bọn mình đi tham quan du lịch mà đi tối óm mà. Mình cảm ơn các